còn có 5, 6, 7, 8 cây đây. Đây, những cái bầu tròn chưa? Tròn lắm. Tao lưu số nữa thì bây giờ để cho hết. Mấy chục số, mấy trăm số. Điện thoại tiến lúc đấy lại đơ rồi. Không cần số mà lưu. Không vợ lại tưởng đi theo qua đá không gọi. Không, mấy cái đầu rồi. Mọi người đánh một cây này khoảng bao lâu nhỉ anh? Mỗi người đánh cây này tầm khoảng từ lúc mà đánh đến lúc mà lôi được liền. Cót đưa cây lên thì nó cũng phải mất 20 phút. Ôi 20 phút ạ? Nhanh vậy ạ? Đúng rồi, trong đây người ta 30 cây đánh từ đầu giờ chiều đấy. Gần xong rồi. Còn cây to nữa thì nó phải mất, có cây mất vì nếu cây to 3 năm thì nó phải mất 1 tiếng. Tiếng là với cót xong, cót xong đai bầu mà đưa lên thì 5-6 người, còn cái loại này chỉ cần 2 người cây cũng được. Tròn nhỉ, đánh quen, tròn voi, đồng sư. Cái tròn này thì là cái lúc mình đưa vào chậu nó cân và cái đỡ phải chỉnh nhiều, đặt trúng tâm chậu này để lấp kết thứ đất đất để làm ngon. Hai mươi phút một cây nhanh thực sự. Đây cây của tôi đây. Cái này không cẩn thận thì đủ rồi. Và lọc lá áp lực. Chút đồ. Và áp lực. Đủ rồi. Còn sao không quạt vào cái dây được? Đấy, chưa bao giờ vào dây cả. Đấy, chưa bao giờ xây quả này vào dây. Anh chơi được chỗ mưa đấy. Đang ngọt như mía. Sáng nay ông đưa thêm 30. Ông này. Ông cha đấy nó trồng tự tế nó nói này. Bia bọt cái này thì thôi. Mồm mày có gì? Có địt có bia. Có địt bia. Bia. Đảo đảo. Bác cái bia. Bác mày không phải bác tao. Bác anh kia. Cháu chợ quất cho bác, nhưng tao bán quất kéo bác. Cháu bán quất cho bác, bác ở đây. Bác hỏi bia bác chứ bảo ơi. Cứ chợ chồng cho bác ra ngoài uống bia bác. Mà ông mời thật đến chạy. Trước nay mình chẳng ở đấy. Anh ấy vào đây ăn cơm với em. Ai? Còn đấy, vợ chồng em chưa ăn cơm. Anh ấy chung vào... không? Ừ, anh ơi vào đây ăn cơm đi ạ. Đấy chưa, khách hàng của tao nó quên vậy. Thế đây hay sao? Nó mời cá ăn cơm ăn kiếp. Sáng giờ, ông nào ông đưa nước cho mình uống. Ông nào cũng không phải. Thôi gọi tay ra, ông đứa làm cái gì nó cất. Anh đứa làm gì, chưa thẳng lên đây. Vướng cái lối gì vậy. Cây đẹp không? Cần làm cái cơm. Nọ này xung quanh nhưng toàn là bề. Đây nó không quanh như mày à? Ừ, cái điện này con đại. Làm nó cứng như vậy. Này, con đại của bọn này. Cái gì cơ? Nghe đấy anh có ai bảo chưa? Cái này, khinh thiên hạ đã cười rồi. Đấy, to nhất vườn. Bạn thấy đôi kia xinh chưa? Gái xinh chưa? To nhất vườn mình không phải khinh. Đẹp. Cái này là to nhất vườn, không phải khinh. To nhất vườn, không phải khinh.
ăn được tao mới bơm chứ. Anh cho em phát ở kia đi. Ở chân thế này. Đấy, chân. Đây. Thôi, xong rồi. Bây giờ mình sẽ về trồng quất. Hẹn gặp mọi người vào năm sau. Đấy, năm nay cái quất rồi, nhỏ hơn năm ngoái một tí. Nhưng mà quất năm nay đắt mà cả. Đấy. Nhà vườn Minh Tiến nha mọi người.